Thí sinh Tuyết Thảo, đại diện trường tiểu học Bến Thủy. Năm thứ hai bạn tham gia English Challenge, có nhiều kinh nghiệm thi đấu, tự tin, quyết đoán trong các phần thi. Tuyết Thảo có số điểm phản ứng nhanh 240 điểm thi tuần và 210 điểm vòng thi quý. Nhất tuần 1 với 768 điểm và có số điểm về nhì cao nhất trong 3 quý với 753 điểm. Đến với những thử thách của vòng thi chung kết năm, Tuyết Thảo đã có một hội đồng tư vấn rất đáng yêu, tiếp tục nâng cao kiến thức, truyền lửa quyết tâm và có cả những lời khuyên rất dễ thương dành cho Tuyết Thảo.